mùng 8 Tết, cả nhà đang sáng. Còn bạn Thúi này sau 2 ngày bệnh nhõng nhẽo bây giờ đã lấy lại phong độ nè đó. Sáng giờ quậy thôi. Bà dốt kêu bơi thành gái quê rồi. Dơ dơ rồi chảy mũi rồi các kiểu. Ôi. Mất danh gái thành phố rồi giờ thành gái quê, bơi gái quê. Bơi gái quê. Gái quê cái này gái quê ơi. Đó giờ chơi nha, thấy không? Đâu, đập đầu nè. Đi chơi đập đầu cho biết. Đập hai lần rồi. Trệ đâu ai đáng chịu. Đập đầu. Sáng giờ hả lang thang đi chơi vòng đi nè, tự đi luôn. Hai trưởng thành rồi. Ây yeah. Đi đập đầu đó nha. Cái đầu của nó cao lên. Bể đầu đấy. Đau. Đau, đau không? Đau. Kẹp tay. Bị quay bị chị trên thối vô, chị trên thối mắc cỡ. Anh Biên chạy kìa. Ơi. Còn chị Trúc đâu dám quay lại đâu. Úi giời. Đau. Này, em Biên mập đang ăn bánh mì. Bánh mì ế ba chung. Ba tí mập mua bánh mì bị ế rồi nè. Con heo này sao đây? Rồi nhốt rồi mẹ, đóng cửa rồi mẹ. Yeah, đổ bơ hút tiêu rồi. Bơ đâu rồi? Bơ đâu? À. Nhốt bơ luôn đi mẹ ơi. Đi uống sữa này lại lên. Nhốt bơ này mẹ, đừng cho bơ đi chơi mẹ ơi. Điện giật đúng điện rồi, tránh ra đây, tránh ra điện giật đó. Bơ khỏe chưa? Bơ ơi. Lẹ lẹ uống sữa đó còn oxy đồ hả? Bơ à, con khỏe chưa? Đó điện tránh giật đó. Tránh xa ra, tránh xa ra điện giật đó. Con khỏe chưa? Khỏe rồi. Ngồi xuống hả? Ngồi xuống làm gì con? Nè bơ nghe ba hỏi nè, bơ khỏe chưa? Bơ hết bệnh chưa? Chưa hả? Chưa. Bơ con có mệt không? Kỹ danh đạp điện kè. Bơ có mệt không? Ôi trời ơi trời ơi. Cái quê. Đầu tóc. Cái quê. Đi chữa lẹ lên và đi vệ sinh rồi bạn. Ui dạ. Rồi xong luôn cái bầu. Cái đầu. Cái đầu này còn là cái gì cái đầu nữa. Đi đâu á bơ? Ô bơ ơi, bơ à, cột tóc hả con? Mẹ đâu? Mẹ ơi cột tóc cho bơ. Mẹ lên mẹ cột tóc kìa. Ngồi xuống. Đâu vậy? Nữa hả? Cái chân bể đầu. Cái đầu có đụng 3 lần có hút kinh nghiệm được con. Có đau đầu không? Mét. Ê đó trời ơi. Rồi luôn. Đập cái mặt vô cái cửa tủ rồi. Quậy quá đi. Rồi cái tóc này dài giống Lý Tiểu Long quá à. Ngủ đây sit down. Bê ơi. Ủa không mày lại chỗ không? Bơ. Tại em chỉ ăn bánh mì hoài luôn á. Ai? Em Ri á. Em Ri à. Em Ri 11 tháng bự hơn bơ luôn. Ha ha ha. Thật là mắc cỡ. Rồi bơ bye bye nha. Bơ khỏe rồi bơ đi chơi đây.